Sáng nay ngày 13 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên tổ chức xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 6 bị cáo tội gây rối trật tự tại thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khói Châu. Chịu mức án cao nhất là bị cáo Bùi Thanh Huyện, 3 năm tù giam. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Khói Châu, năm 2020, nhân dân thôn Cao Quán đã đóng góp tiền để xây dựng, mở thêm đoạn đường đôi bê tông từ đình làng thôn Cao Quán đến trường học cấp 1, cấp 2 xã Hồng Tiến. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Khói Châu tiến hành xây dựng dự án khu dân cư mới thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến. Quá trình làm dự án nhân dân thôn Cao Quán thấy phía mặt dự án giáp đường đôi bê tông không có đường riêng nên bức xúc, có đơn đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hồng Tiến giải quyết nguyện vọng của người dân là yêu cầu dự án khu dân cư phải mở đường đi riêng, không đi chung vào đường đôi bê tông của thôn. Ngày 15 tháng 10 năm 2023, khi chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể đang xem xét đề nghị của nhân dân, thì một số người dân thôn Cao Quán đã tự ý tổ chức dùng gạch chỉ đỏ, cát, xi măng xây vỉa của đường bê tông cao khoảng 50cm, dài khoảng 110m để ngăn cách với dự án. Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Khói Châu đã tổ chức đối thoại giải quyết kiến nghị đề xuất của người dân thôn Cao Quán. Sau đó, Ủy ban Nhân dân huyện Khói Châu đã ra thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Khói Châu về việc cải tạo nâng cấp đoạn đường từ cầu đình đến trường học cấp 1, cấp 2. Tuy nhiên, người dân thôn Cao Quán vẫn không đồng ý mà đề nghị giữ nguyên đường, dự án phải mở đường riêng. Trong số những người dân có ý kiến quyết liệt là Bùi Thanh Huyện. Huyện đã soạn thảo những đơn kiến nghị tố cáo về việc xây dựng dự án dân cư mới, thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, rồi lấy chữ ký của người dân trong thôn và tiếp tục mang đi photo, gửi đến nhiều cơ quan chức năng khác nhau để yêu cầu giải quyết. Bên cạnh đó, huyện đã mua 2 khối cát, 1.000 viên gạch chỉ đỏ đổ xuống mặt đường bê tông, ngã ba đường đôi thuộc địa phận thôn Cao Quán. Ủy ban Nhân dân xã Hồng Tiến phát hiện, lập biên bản ghi nhận vụ việc vi phạm về giao thông đường bộ và thông báo trên loa truyền thanh của xã, yêu cầu người vi phạm đến thu dọn để không cản trở giao thông. Tuy nhiên, không có ai đến nhận và làm việc, nên Ủy ban Nhân dân xã Hồng Tiến đã thuê người và xe đến vận chuyển, di dời toàn bộ gạch cát trên về Ủy ban Nhân dân xã để giải quyết. Nhiều người dân trong thôn ra có ý kiến không được bốc gạch mang đi, gây áp lực không cho xe ô tô. Một số đối tượng đã bê gạch khối bê tông đến chèn vào bánh xe ô tô và kéo xe linh xa, xe tang từ nhà văn hóa thôn Cao Quán đến chặn đầu đuôi xe ô tô. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Khói Châu xác định toàn bộ hiện trường nơi xảy ra vụ việc là nơi công cộng khu vực đầu trục đường bê tông liên thôn, ngã ba đường đôi cuối ao đình làng thôn Cao Quán, gần cổng nhà văn hóa, chợ dân sinh thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến. Gần khu vực công trường đang thi công dự án khu dân cư mới của xã Hồng Tiến, gần trường tiểu học, trung học cơ sở xã Hồng Tiến và gần Ủy ban Nhân dân xã Hồng Tiến. Vụ việc trên đã diễn ra làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều người dân và các cơ quan tổ chức của Ủy ban Nhân dân xã Hồng Tiến. Phương tiện giao thông qua lại tại thời điểm này bị cản trở, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Khói Châu đã khởi tố đối với Bùi Thanh Huyện, Bùi Thị Phượng, Bùi Đình Hùng, Nguyễn Thị Phòng, Nguyễn Gia Dũng và Đỗ Thị Xây về tội gây rối trật tự công cộng. Trong vụ án này, bị cáo Bùi Thanh Huyện giữ vai trò chính, các bị cáo còn lại là người thực hành tích cực. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh Huyện 3 năm tù giam, bị cáo Bùi Thị Phượng 2 năm 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 4 bị cáo là Bùi Đình Hùng, Nguyễn Thị Phòng, Nguyễn Gia Dũng và Đỗ Thị Xây cùng mức án 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.